Xảy ra chuyện gì vậy? Người của Tử Tinh hình như phát hiện ra vài thứ hay ho rồi. Đó là thứ gì? Dược liệu cấp Thánh Vương, Thánh Vương, lúc bọn họ thăm dò đại lục này thì phát hiện ra, hơn nữa xem ra số lượng còn không ít. Lão già đó hình như từng nói linh khí chỗ này nồng hậu, vật tư phong phú. Ông ấy còn nói thứ duy nhất khiến người ta tiếc chính là chỗ này không có khoáng sản chân quý. Không có khoáng sản nhưng vật tư lại phong phú. Lẽ nào chỗ này chỉ toàn dược vật? Có khả năng. Người tử tinh sắp hành động rồi. Nhớ rồi thì bắt đầu hành động đi. Dương Khai, chúng ta cũng đi tìm đi. Dù sao đợi ở đây cũng không làm gì cả huống hồ chỗ này linh khí nồng hậu như vậy, chất lượng dược liệu nhất định không thấp. Được đấy, đúng lúc có thể thu thập chút dược liệu để luyện đan. Ngươi còn biết luyện đan à? Miễn cưỡng biết một chút, nếu có thể tìm được dược liệu thích hợp. Nói không chừng ta có thể luyện chế ra phá giới đan phá giải cấm chế trong thân thể đây. Vậy còn đợi gì nữa, cầu người không bằng cầu mình. Đi, ta dẫn ngươi cùng đi. Bích huyết thảo thánh vương cấp thượng phẩm, một vùng lớn như vậy, ha ha, phát tài rồi. Ninh thần hoa thánh vương cấp trung phẩm. Mau qua đây, chỗ này có ám nguyệt linh chi. Mà nó, không có tinh thoa nên không bay nhanh bằng bọn chúng. Tiếp tục đi. Bọn chúng sao đến bây giờ mới phát hiện ra đại lục này dưỡng toàn thảo dược chứ? Hình như bọn chúng nghi kỵ lão già đó, trước đó không dám tùy tiện hành động. Đã qua mấy ngày rồi sao? Ừm, linh khí chỗ này so với nơi bên cạnh càng nồng hậu hơn. Xem ra đến đúng nơi rồi, bên này có đồ gì đó, ngươi xác định. Xác định, vì trong không khí có một mùi hương dược liệu. Ngươi không phải là luyện đan sư đấy chứ? Chỗ này chí ít cũng là phẩm chất thánh cấp. Nhiều thánh vương cấp quá. Này, Dương Khai, ngươi qua đây xem thử. Mên chạy tới chỗ thần đồ, một bông hoa bảy sắc, Thất sắc thiên kết lan. Dương Khai, đây là cấp bậc gì? Ta thấy nó và các loại khác không giống nhau. Dựa theo phân chia của tinh vực đối với sức mạnh võ giả, này chắc là dược vật hư cấp rồi. Dược vật hư cấp? Trời ơi, chỗ này cư nhiên có dược vật hư cấp. Phát tài rồi. Đang đi tự nhiên mên dừng lại, Sao vậy? Dược vật cũng thu thập được kha khá rồi, ta bắt đầu luyện đan đây. Luyện chế loại đan dược có thể giải trừ cấm chế trong cơ thể ngươi á? Ừm. Nhưng ngươi không thể dùng sức mạnh thì sao có thể luyện đan được? Ta tự có cách, ta chỉ cần dùng thần thức chi hỏa là có thể luyện đan. Ngươi tự đi tìm dược liệu đi, bên đó có một sơn động. Ta tạm thời đến bên đó, ngươi đến lúc nào đó có thể đến bên đó tìm ta. Được rồi, vậy ngươi tự mình cẩn thận ta đi tìm tiếp. Cảnh chuyển tới một hang động nào đó, Mên bắt đầu luyện đan, tìm những nguyên liệu phù hợp nhất cho vào lò luyện đan. Thời gian trôi qua, viên đan dược đã bay ra khỏi lò đan. Xong, vẫn được. Trong khi đó ở bên ngoài, đám người tử tinh vẫn đang mải mê hái dược liệu. Quá tuyệt rồi. Không có bí bảo cất giữ, những dược hiệu này mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng giảm đi phải làm sao bây giờ? Cảnh chuyển tới nơi ở của quỷ tổ ông ấy đang đi đi lại lại trên tến đàn nào đó cánh cửa phía trước đã bắt đầu có động tĩnh sắp rồi sắp rồi quỷ tổ sử dụng thần thức thăm dò phóng xuất thần thức bao trùm toàn bộ nơi đó kiểm tra hoạt động của bọn họ ha ha tất cả đều rất sinh động nhỉ không tệ không tệ có sức sống là tốt rồi lão phu sợ nhất là không khí trầm lặng ô tiểu tử ngược lại cũng thú vị đấy nên cảm nhận được có ai đó theo dõi nhìn ngó xung quanh Hai, lại hỏng mất rồi. Cảm giác nhạy bén thế ư? Nên bắt đầu rồi, Mên sử dụng linh trận với thần thức chi hỏa luyện lại lò mới. Một viên đan dược đã hoàn thành bay vụt lên. Hẳn là chỉ có Thánh Vương cấp hạ phẩm. Mên cho luôn vào miệng, từ từ hấp thụ dược liệu. Nhưng đột nhiên phía dưới đan điền của Mên có hiện tượng lạ. Mên nghiến răng chịu đựng. Dược hiệu của đan dược bắt đầu có tác dụng. Cấm chế của Mên vẫn không phá vỡ được. Phá giới đan thánh vương cấp hạ phẩm quả nhiên không thể tạo nên tác dụng. Phá giới đan thánh vương hạ phẩm bình thường không có tác dụng. Không có nghĩa là đan văn cũng như vậy. Mên tiếp tục luyện lại một viên thánh vương đan. Viên thánh đan lần này có thêm đan văn. Được rồi, Mên cho luôn vào miệng. Gồng guồng xích sắt đã hiện ra. Lát sau cấm chế đã được Mên phá giải. Lúc này ở bên ngoài cửa hang, một tên của kiếm minh đang đi thăm dò hang động ta cứ thắc mắc là ai trốn ở nơi này, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Ngươi là sư huynh của Hòa Tảo và Hòa Miêu. Không sai, tiểu tử ngươi trốn ở đây làm gì, nơi này cũng không có thứ gì tốt. Không làm gì cả, bên ngoài rất nguy hiểm. Quả thật rất nguy hiểm, nhất là đối với ngươi. Ngươi bị lã quy trần phong ấn tu vi đúng không? Thật là đáng thương, lẻ loi một mình, tham sống sợ chết trốn chui trốn lủi ở nơi này. Tiểu tử, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, thế nào? Đường sáng gì? Ngươi ở nơi lạ hoắc này cũng không ai che chở, tu vi lại còn bị phong ấn. Một khi gặp phải nguy hiểm, thì không có sức hoàn thủ. Ví dụ như người nào đó không có ý tốt tiếp cận ngươi, sau đó thì sao? Ta có thể thuyết phục sư phụ để ngươi giúp ngươi giải trừ cấm chế. Điều kiện, ngươi giao lạc ấn thần hồn ra, sau này ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó dĩ nhiên sau này ta tất sẽ che chở cho ngươi an toàn, ngươi cũng không xem là chịu thiệt. Nếu may mắn, có khi ngày sau còn có thể gia nhập vào kiếm minh. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mời đi cho. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Muốn lạc ấn thần hồn của ta, ngươi còn chưa có tư cách này. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Ngươi nói nếu ta giết ngươi ở đây, thì ai mà biết được kiếm minh các ngươi hiểu lầm ta thì thôi đi lại còn muốn giết ta nếu không phải vì ngươi nhiều chuyện chúng nó đã sớm chết ở đó tiêu rồi hắn ta im lặng quay lưng rời đi rồi đột ngột phóng một con rắn xanh lẻ quấn quanh cổ của mên một cú đớp của nó khiến mên phun tiết hừ chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật hắn đang mỉm cười khi quay lại mên đã tung một đấm chờ sẵn này thì thích cho rắn cắn cổ anh này hắn ta lắp bắp không nói nên lời ngươi ngươi nếu không phải thân thể cực kỳ cường hãn nếu không phải cấm chế được giải trừ hoàn toàn trong khoảnh khắc đó sức mạnh được khôi phục thì hậu quả khó có thể tưởng tượng có một câu ngươi nói đúng giết ngươi ở đây thì ai mà biết cùng lúc đó bên ngoài nơi sư phụ hắn đang đi hái dược liệu sao vậy sư phụ vệ vũ xảy ra chuyện sư huynh xảy ra chuyện gì cô ta cắn đầu ngón tay lấy tiết nhỏ một giọt vào chiếc gương một con cá bảy màu xuất hiện nó bay lượn lên bên trên rồi phát ra ánh sáng sư huynh sát khí đáng sợ quá chính là tiểu tử này giết vệ vũ sao có thể là hắn được sức mạnh của hắn còn chưa khôi phục hơn nữa nếu có khôi phục thì hắn cũng chẳng phải là đối thủ của vệ vũ sư huynh mà bất luận thế nào thì vệ vũ cũng là bị tiểu tử này làm hại dám giết người kiếm minh ta ta phải bắt hắn trả cái giá thật đắt ta biết hắn có ơn với hai tỷ muội các ngươi, chúng ta cũng đã từng hiểu lầm hắn. Nhưng tiểu tử này quả thật có chút cổ quái, việc này. Các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tự xử lý. Hòa tảo cũng không biết nói gì, trong khi đó ở trong hang động. Một tiếng cười vang lên từ phía sau, ha ha ha. Mên vội quay lại, tiền bối, thủ đoạn độc ác, không tệ không tệ. Với tu vi nhập thánh nhất tầng cảnh không ngờ có thể chính diện đánh chết một tên tam tầng cảnh. Ngươi mượn ngoại lực. Đúng. Tiểu tử xem ra có không ít kỳ ngộ chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy mà có thể tu luyện tới trình độ này. Không tồi, thân thể cũng rất chắc chắn, vượt xa võ giả đồng cấp, đã gần như bằng với trình độ Thánh Vương cảnh rồi. Hơn nữa trong cơ thể còn có hai ba loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, không ngờ lại có thể tồn tại chung một cách hoàn mỹ. Yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt thứ gì của ngươi. Mấy thứ đồ chơi đó của ngươi chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với lão phu bất quá. Lúc trước Lão Phu đã từng nói qua rồi đúng không? Không ai có thể gây loạn ở nơi này. Trên địa bàn của ta, cái mạng ti tiện của các ngươi đều là của ta, kẻ nào dám cướp đoạt, ta sẽ bắt kẻ đó trả cái giá đắt. Là hắn động thủ trước, ta không cần biết ai động thủ trước. Mười hơi thở, nếu ngươi có thể sống sót qua mười hơi thở, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Mên sử dụng ngạo cốt kim thân chống đỡ sắc khí từ quỷ tổ. Không tồi, sau mười hơi thở ông ấy đã thu sát khí vây quanh người mênh lại tiền bối hy vọng ngài không lật lọng lật lọng ông ta cười lớn ha 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 tiểu tử không thể không nói tuy năng lượng thuộc tính dương của ngươi lão phu chẳng thích gì nhưng một nguồn sức mạnh khác thì ta rất thích xem ra ngươi cũng là người trong đạo này mạng sống của ngươi lão phu nói thì sẽ giữ lời đa tạ tiền bối ngươi đã luyện chế ra một viên đan dược giải khai cấm chế trên người Chính xác, ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì? Với công lực của ta, hiện tại chỉ có thể luyện chế ra đan dược thánh vương hạ phẩm. Xem ra ngươi không chỉ chìm đắm trong võ đạo, mà thuật luyện đan cũng có trình độ rất cao nha. Tuy nhiên tiểu tử, ngươi phân tâm ra hai đường như vậy, ngày sau sẽ khó mà xoay sở được, hoặc là chuyên tâm võ đạo hoặc là chuyên tâm luyện đan thuật. Nếu không sau này hai lĩnh vực đều cao không được thấp cũng chẳng xong, ngươi hối hận cũng không kịp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Ta học luyện đan thuật cũng chỉ để phụ trợ cho võ đạo mà thôi. Không nói nhảm nữa. Chờ ở đây, không có gì thì đừng chạy lung tung. Quỷ tổ đặt mên ngồi ngay đó, hai thế lực Tử Tinh và Kiếm Minh đều tụ tập lại đó. Vừa tới cô ta đã chạy tới chỗ mên mà hỏi tội. Dương Khai, ngươi giết Vệ Vũ, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta không biết? Vệ Vũ chết trong tay ngươi, vào nửa canh giờ trước rốt cuộc vì sao ngươi lại giết hắn ngươi dùng thủ đoạn âm mưu nào mới có thể giết được hắn là hắn tự tìm phiền phức chết không có gì đáng tiếc vì sao hắn lại tìm ngươi gây chuyện ngươi với hắn không thủ không oán lời này ngươi không ngại thì xuống dưới mà hỏi hắn ta cũng muốn biết được ngươi chờ đó nếu có ngày có thể rời khỏi nơi này ta nhất định bắt ngươi đền mạng kẻ nào uy hiếp ta từ trước đến nay chưa bao giờ có kết cục tốt Thế thì ta lại muốn xem xem rốt cuộc ta sẽ gặp phải kết cục gì, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Ngươi là một mỹ phụ, kết cục tốt nhất chính là chịu lăng nhục tới chết. Ngươi, ngươi chưa từng thử qua mùi vị nam nhân. Ngon rồi, ngon rồi, ta sẽ bù lại tiếc nuối cho ngươi, cho ngươi trở thành nữ nhân thật sự trước khi chết. Ngươi muốn chọc giận để ta ra tay với ngươi. Ngươi sẽ trả giá đắt vì những lời ngông cuồng hôm nay. Mê nhìn cô ta quay lưng đi, liền thở dài nhìn không ra, ngươi lại là một tên lưu manh như thế. Tỷ tỷ phát hiện có chút thích ngươi rồi. Ta cũng thích tỷ mà. Mồm mép lươn lẹo, có quỷ mới tin ngươi. Sư phụ ngươi không sao chứ? Không sao. Thấy rõ bộ mặt ghê tởm của hắn chưa, sau này không được tới gần hắn nữa. Nếu có cơ hội, các ngươi phải thay sư phụ giết hắn, báo thù cho sư huynh. Vâng, hòa tảo quay sang lườm mên. Ngươi thành công rồi ư? Chúc mừng, không ngờ ngươi thật sự thành công, xem ra huynh đệ đã coi thường ngươi rồi. May mắn mà thôi. Ngươi có thu hoạch gì không? Thu hoạch lớn lắm. Trên cơ bản tất cả đều là dược liệu thánh vương cấp và hư cấp, thậm chí còn có hư vương cấp. Những thứ hai chúng ta thu nhập được trước kia đều chỉ là rác rưởi. Hư vương cấp. Dược liệu cấp cao nhất rồi đó. Lần này ta phát tài rồi, nếu có thể tìm được đan sư luyện những thứ này thành đan dược tối thiểu thì trước khi đột phá tới thánh vương cảnh cũng không cần lo về vấn đề đan dược. Nhưng mà một mình ta đã thu hoạch được nhiều như vậy rồi, đám người tử tinh và kiếm minh đông như vậy e là thu hoạch còn nhiều hơn nữa. Thật muốn giết sạch bọn chúng. Đúng rồi huynh đệ, ngươi tới thật sớm. Có biết vị tiền bối kia triệu tập chúng ta đến đây làm gì không? Không biết, quả nhiên các ngươi là bị hắn triệu tập tới. Đúng vậy, ta đang đi tìm dược liệu, thì bên tai nghe được giọng của vị tiền bối đó. Bằng không ai dám tới đây. Người ở đây đều phân tán ở khắp các ngõ ngách trên cả đại lục, lão có thể dùng thần niệm truyền tin cho tất cả mọi người. Xem ra quả thật là cường giả hư vương cảnh không thể nghi ngờ nữa, thật không biết hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Chẳng những chúng ta tò mò, mà người của kiếm minh và tử tinh cũng thế. Cứ chờ xem, rồi sẽ có lúc tra ra manh mối. Quỷ tổ điều khiển những viên tinh thạch xung quanh đó sử dụng pháp trận lên cánh cửa phía trước ông ta dùng thần niệm thăm dò sau đó cười như được mùa ha 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 thành rồi cuối cùng cũng thành rồi các ngươi tới đây cũng đã được một thời gian rồi ta biết các ngươi có nhiều nghi vấn lúc trước lão phu không có thời gian trả lời nhưng bây giờ thì có thể rồi các ngươi có muốn hỏi gì không tiền bối xin hỏi nơi này là nơi nào lão phu chỉ biết nơi này là một ám tinh một ám tinh ẩn nấp trong vực sâu hỗn loạn. Ám tinh. Ám tinh là cái gì? Tức là một ngôi sao chưa được phát hiện, chưa từng được khai phá. Hiện giờ toàn bộ tinh vực hàng la đều bị vài thế lực lớn chia cắt. Nhưng một vài nơi vẫn chưa có ai đặt chân đến, cũng không có ai dám đi. Ở nơi đó, có lẽ tồn tại một vài ngôi sao đặc biệt. Những ngôi sao đó gọi là ám tinh. Mỗi một ám tinh đều có nghĩa là lãnh địa chưa từng bị khai phá. Có lẽ sẽ có cuộc cải và vật tư kinh người. Những năm gần đây, các thế lực lớn đều ra sức phát hiện và khai thác ám tinh. Hy vọng tìm ra những ngôi sao đặc biệt, nghiêm khắc mà nói. Trong vực sâu hỗn loạn này cũng miễn cưỡng được coi là một ám tinh. Tuy nhiên nghe vị tiền bối này nói, thì hình như chúng ta vẫn còn ở trong vực sâu hỗn loạn. Có lẽ vậy. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra nơi này thiên địa linh khí so với vực sâu hỗn loạn chỉ có hơn chứ không kém à? đó là vì năng lượng trong vực sâu hỗn loạn không biết thông qua cách nào mà hội tụ tại nơi này mà nơi này chính là một cái lồng giam linh khí lọt vào là không ra được quanh năm suốt tháng tụ tập lại tạo thành quy mô như hiện tại nếu không phải như thế lão phu cũng bằng lòng ở lại đây nơi này là thánh địa tu luyện cơ mà tiền bối nói nơi này là lồng giam chẳng lẽ tiền bối cũng bị giam ở nơi này ông ấy im lặng một lúc không sai đúng là lão phu cũng bị nhốt ở nơi này hơn nữa đã bị nhốt khoảng 2.000 năm rồi hai năm khi lão phu bị nhốt thì vẫn chỉ là một tiểu nhân vật thánh vương cảnh mà thôi nhưng hiện giờ ha 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 xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào tên ta thì không cần nhắc tới dù sao các ngươi cũng không biết được vậy vãn bối nên xưng hô với tiền bối thế nào quỷ tổ từ nay về sau các ngươi có thể gọi lão phu là quỷ tổ quỷ tổ Quỷ tổ tiền bối, ngài bị nhốt ở đây 2.000 năm, lẽ nào một đường ra cũng không tìm được sao? Không gian nơi này rất quỷ dị, nó vẫn ẩn giấu trong vực sâu hỗn loạn. Chỉ vào những trường hợp đặc thù, nơi này mới mở ra trong chớp mắt. Trường hợp đặc thù? Chính là trường hợp lần trước lúc các ngươi vào đây, ta nghĩ không cần lão phu nhắc nhở chứ. Nhưng trong thời gian quá ngắn ngủi như vậy, lão phu muốn nhân cơ hội trốn ra là không thể nào. Lão phu đợi chờ ở đây 2000 năm, lúc trước cũng có một vài người vô tình thâm nhập vào nơi này. Các ngươi được xem là nhóm thứ ba, cũng là nhóm có nhiều người nhất, hai nhóm trước kia chỉ ba đến năm người mà thôi. Bọn họ nghe mà tái hết mặt lại. Lúc Lão Phu bị nhốt được một nghìn năm, đã tận lực tu luyện nâng cao năng lực của bản thân. Sau một nghìn năm, vẫn luôn tìm cách rời khỏi nơi này. Trời không phụ lòng người, cuối cùng Lão Phu cũng nghĩ ra được một cách. Quỷ tổ tiền bối, nếu thuận tiện thì có thể để vãn bối cũng. Ta biết các ngươi muốn nói gì, lão phu cũng đang có ý này. Phương pháp này chưa nghiệm chứng thực tế, rốt cuộc có thể rời khỏi đây hay không, lão phu cũng không dám chắc. Cho nên mới cần các ngươi hỗ trợ, nếu thành công, lão phu tất sẽ đưa các ngươi rời đi, nếu thất bại, các ngươi cũng không được oán trời trách đất. Các ngươi thấy thế nào? Xin nghe theo mọi lời chỉ bảo của tiền bối. Kiếm Minh ta không có ý kiến, nguyện hành sự theo tiền bối. Tốt, tốt rất tốt các ngươi đều rất nghe lời lão phu rất vui vậy thì không nên trần trừ nữa chúng ta bắt đầu đi ông ấy bắt đầu tập trung sức mạnh của những khối tinh thạch xung quanh lại cánh cửa đã được mở ra khoảnh khắc lúc nãy là khí tức của loạn lưu không gian nếu cứ kéo dài như vậy mức độ vặn vẹo trong cửa sẽ càng mãnh liệt hơn và không gian trong cửa nhất định sẽ vỡ nát rốt cuộc ông ấy muốn làm gì tới rồi tới rồi cánh cửa trước mặt đã xuất hiện dị tượng, những luồng khí tức không ngừng phóng ra bên ngoài. Một hư không thông đạo đã xuất hiện. Thông đạo hư không. Pháp trận không gian. Không ngờ tiền bối lại hiểu pháp trận không gian. Hiểu sơ sơ, không tinh thông lắm, nhưng khổ tâm nghiên cứu nghìn năm cũng có chút thành quả. Nhưng năng lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian của Lão Phu không tốt cho mấy. Tuy mất cả nghìn năm, nhưng vẫn không hiểu rõ sự huyền bí của không gian bây giờ đến lượt các ngươi hỗ trợ rồi tiền bối như vậy không tốt lắm thì phải có gì không tốt các ngươi nghĩ vì sao lão phu không muốn các ngươi tương sát lẫn nhau vì sao để mặc cho các ngươi tự tìm kiếm vật tư ở nơi này nếu không phải các ngươi còn có chút tác dụng lão phu đã sớm đem đám tiểu bối các ngươi giết hết tế cho anh hồn của quỷ hồn phiên nào để cho các ngươi ở đây làm càn ai dám nói một chữ không lão phu sẽ cho kẻ đó biết lợi hại vâng vâng, rất tốt. Đậu xanh, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Ngươi, tiểu tử ngươi tới đây. Tiền bối người nói ta ư, chắc không phải nói ta chứ. Là tên bên cạnh ngươi đó. Tại sao là ta? Nơi này nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác đều chọn ta. Tiểu tử ngươi trông có vẻ không an phận. Tiền bối, tiền bối tha cho ta một mạng, ta cam đoan về sau sẽ ngoan ngoãn. Về sau, không có về sau. Ha 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 tiền bối anh minh. Tiện tỷ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Mên đã bị ông ấy kéo lên trên nó. Tiểu tử ngươi cũng không nên từ chối. Ngươi vào điều tra tình hình. Nếu có thể còn sống trở về thì không gì tốt hơn, nhưng không về được thì cũng đừng có oán lão phu. Tự cầu phúc đi. Đợi một chút. Gì nữa? Tiền bối chỉ cần ta đi điều tra tình hình bên trong, đúng không? Không sai vậy làm thế nào là quyền tự do của ta mong tiền bối giúp đỡ để ta tự dùng cách của mình hả ngươi muốn dùng cách gì ngươi phải hiểu trước mặt lão phu mà giờ trò cũng vô dụng vãn bối không nghĩ như vậy muốn bao nhiêu thời gian lão phu cũng không có kiên nhẫn mà chờ ngươi không cần chờ đợi xuất khiếu mê xuất thần hồn ra bên ngoài đây là linh thể thần hồn tiểu tử này điên rồi ô tiểu tử ngươi tu luyện bí pháp cổ quái gì thế? Sao lại có được hai linh thể thần hồn? Phân thần chi thuật. Thú vị thú vị, tiểu tử ngươi thật khiến người ta kinh ngạc đấy. Thứ này buộc phải tìm được một bộ thân xác tương tự mới có thể phát huy hết uy lực, nếu không chẳng có tác dụng lớn gì cả. Bỏ đi, ngươi cứ hành động như vậy đi. Ông ấy để một thần hồn quấn quanh thần hồn của men rồi kéo vào bên trong thông đạo hư không. Mọi người im lặng đợi chờ kết quả. Thời gian trôi qua Mên cảm nhận có điều gì đó. Thân hồn của Mên đã quay trở lại với đầy các vết thương tích. Vang lên những tiếng nổ tanh tách. Tiền bối, phân thần của ta không thể dùng nữa, đã đến bờ tan vỡ rồi. Ừm, ngươi làm không tồi, đi phục hồi đi. Tiền bối, lần sau nếu còn có loại chuyện này, thì đừng tìm ta nữa đấy. Xem tâm trạng đi, xem tiểu tử ngươi có thành thật không. Các ngươi đi đi, đừng đi quá xa, lúc cần ta sẽ tìm các ngươi vâng may không cần tiến vào tốt quá rồi bọn họ đã nhanh chóng rời đi khỏi đó lát sau ở cách đó không xa men và thần đồ đang chạy bán mạng sao vậy tiếp tục chạy đi ngươi muốn chạy đi đâu không biết có thể chạy bao xa thì chạy ta cũng không mong muốn bị hắn nhắm chúng vào trong cái lỗ đó sống chết không thể nắm chắc ở đây hắn chính là chúa tể ngươi chạy đến đâu hắn cũng có thể tìm thấy ngươi. Này cũng, có điều huynh đệ à. Vừa rồi xin lỗi, ta cũng thực sự không thể làm gì được, không thể thay ngươi phân ưu. Không sao, là ta tự làm chút chuyện, bị hắn nhắm trúng. Ở trong hư không thông đạo đó, ngươi rốt cuộc đã gặp phải thứ gì? Ta không rõ lắm, chỉ có thể nói với ngươi, với sự hiểu biết của quỷ tổ với pháp tắc không gian. Ai vào thì người đó chết, vậy hắn còn nghiên cứu cái gì nữa? Hắn bị nhốt ở đây 2000 năm, đương nhiên là muốn rời khỏi đây. Có điều chỗ này đối với chúng ta mà nói, lại là thánh địa tu luyện. Hắn có thể ở đây để thăng thực lực đến hư vương cảnh, nhất định có liên quan đến hoàn cảnh tu luyện nơi này. Nếu có một ngày hắn hết hứng thú với pháp trận không gian, không muốn rời khỏi đây nữa, đó mới là tai ương chân chính. Huynh đệ ngươi đừng có dọa ta. Lấy tính khí và tính cách của hắn, mọi người chỉ có thể sống không bằng chết tiếp theo ngươi muốn làm gì? Không biết, đợi chết. Còn ngươi, tìm nơi nào đó bế quan tu luyện. Sao ngươi chẳng lo lắng chút nào thế? Vậy ta cũng tìm chút chuyện làm vậy. Hai, cả ngày thấp thỏm thật sự khó chịu. Tiền bối, trước khi ta phải đi ngài tìm thấy sơn động tu luyện luyện đan đó của ta, được không vậy? Đi đi, tạm thời không cần đến ngươi. Đa tạ, Dương Khai. Mên chuẩn bị đi thì hai chị em Hòa Tảo và Hòa Miêu gọi lại. Vệ võ sư huynh thật sự là do ngươi giết. Cô thấy sao? Ta cảm thấy không có khả năng lắm. Vệ võ sư huynh có tu vi nhập thánh cảnh tầng 3, có được sư phụ chân truyền. Ngươi gà như vậy, sao có thể giết được huynh ấy? Ta gà lắm sao? Dù sao cũng không mạnh, ta có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Vậy sao? Hai cô tìm ta có việc. Bọn ta đến là muốn nói câu xin lỗi với ngươi những tinh thạch đan dược ngươi cho bọn ta ở hỗn loạn thâm uyên. Coi như cứu bọn ta một mạng, đáng lẽ phải cảm tạ ngươi thật tốt. Nhưng sư phụ bà ấy không liên quan đến các cô. Dù sao, bọn ta rất xin lỗi, hơn nữa sư phụ vì cái chết của vệ võ sư huynh mà rất tức giận. Bà ấy bảo bọn ta tìm cơ hội giết ngươi, về sau tỉ muội bọn ta có thật sự chĩa kiếm vào ngươi. Mong ngươi đừng trách bọn ta, đó không phải là ý của bọn ta. Ta biết. Có điều hai cô cũng chuẩn bị tâm lý có thể bị ta giết chết đi. Ta không để các cô đánh mà không đánh trả đâu. Ngươi chém gió ghê thật. Tỉ muội bọn ta muốn giết ngươi, ngươi thực sự chống được sao? Cô thử thì biết. Hòa miêu, đừng vô lễ như vậy. Biết rồi, hết chuyện rồi chứ. Hết rồi, bọn ta qua đây là để nói với ngươi vậy thôi. Vậy thì sau này gặp lại. Ồ đúng rồi. Xin hỏi hai cô, nếu hai cô chết ở trong hỗn loạn thâm uyên thì có lợi gì cho vệ võ? Ngươi có ý gì? Sư phụ là người của kiếm minh, đệ tử thu nhận cũng không nhiều. Nếu bọn ta chết, sư phụ chắc chắn sẽ toàn lực bồi dưỡng cho vệ võ sư huynh. Vậy các cô bị lạc trong đó kiểu gì? Vệ võ sư huynh truyền âm cho bọn ta, bảo bọn ta chờ ở ngoài hỗn loạn thâm uyên. Không ngờ gặp phải lũ người tử tinh, hai tỷ muội bọn ta không địch được đông, bị ép. Lẽ nào, Ngươi muốn nói bọn ta gặp phải tử tinh, là Hẹn gặp lại. Kẻ này lạ quá, toàn nói mấy thứ không đầu không đuôi. Ta thì cảm thấy hắn tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Đừng coi thường hắn, hắn giết chết được vệ võ, không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Nói không chừng, với thực lực thật sự của hắn, đến hai chúng ta cũng không coi ra gì. Không phải chứ, sư tỷ không phải đánh giá hắn cao quá rồi chứ. Cảnh chuyển tới một hang động nào đó. Mên lặng lẽ ngồi bế quan. Tu luyện rất thuận lợi, cảm giác đã ngấm ngầm sờ đến được nhập thánh tầng 2 rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu từ lúc chia xa với thần đồ. Ui da, đau lưng quá. Dùng thần niệm cảm nhận tình hình bên ngoài thử xem. Khoảng thời gian này võ giả của Tử Tinh và Kiếm Minh ít đi rất nhiều người. Sợ là đều bị quỷ tổ ném vào pháp trận không gian, một đi không trở lại. Mên cảm nhận thấy điều gì đó, dùng chân nguyên phòng ngự là khí tức của quỷ tổ tiến tới, khí tức của ông ta đã bao trùm toàn bộ. Tại sao? Tại sao vẫn không thành công? Lão Phu đã khổ tâm nghiên cứu cả nghìn năm, tại sao vẫn không thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này? Tiểu tử, lại đây, đám người hai bên buồn bã, men đã tiến đến. Tiểu tử ngươi sống thoải mái ghê nhỉ. Tiền bối, thời gian qua vãn bối rất ngoan ngoãn, không gặp ai, chưa từng gây chuyện gì cả dĩ nhiên là lão phu biết ngươi rất yên phận. Có điều chính vì vậy mới khiến lão phu không vui. Sao lão phu cứ thấy ngươi? Chẳng lo gì về việc không thể rời khỏi đây vậy. Tất nhiên là vãn bối có lo lắng, nhưng những việc này để tiền bối lo là được rồi. Ngừng nịnh hót đi. Nếu là ngày thường ngươi nói mấy câu dễ nghe thì có khi lão phu còn vui. Nhưng giờ lão phu không nuốt nổi. Mên im lặng lườm ông ấy. Lúc lão phu còn trẻ, đã có được vài kỳ ngộ. Tu luyện nên sức mạnh tà ác, công lực tăng lên từng bước đến thánh vương cảnh. Lúc đó lão phu chỉ mới trăm tuổi. Có thể tung hoành ngang dọc, khiến uy danh lão phu vang khắp tinh vực. Thì lại bị kẻ thù hãm hại, chỉ trong một đêm, vợ con ly tán, nhà cửa tan nát. Lão phu không có chết, trọng thương bỏ chạy, một mạch chạy vào vực sâu hỗn loạn, rồi lạc đường ở nơi đó một lần vực trường hỗn loạn nổ tung đã kéo lão phu đến đại lục này nơi này vật tư phong phú linh khí dày đặc lão phu tưởng đây là cơ hội ông trời ban cho ta để ta ở nơi này tu luyện mạnh lên rồi ra ngoài tìm kẻ thù rửa hận nhưng không ngờ hiện nay lão phu đã đến hư vương cảnh nơi quái quỷ này vẫn trói buộc lão phu như cái lồng giam khiến lão phu không thể nào rời đi cho dù thực lực thông thiên thì có tác dụng gì lão phu muốn đi báo thù giết chết kẻ đó rửa hận cho vợ con lão phu tiền bối hai nghìn năm đã trôi qua rồi kẻ thù của tiền bối có khi đã chết rồi cũng nên vậy thì ta sẽ đồ sát vạn đời tử tôn của hắn khiến huyết mạch của hắn biến mất khỏi thế gian này tất cả những kẻ có liên quan đến hắn ta cũng sẽ giết sạch tinh cầu hắn ở ta cũng sẽ dẹp sạch khiến nơi đó biến thành một ngôi sao chết chấp niệm của lão phu các ngươi có hiểu được không hiểu hiểu được được nếu các ngươi hiểu thì hãy giúp lão phu lần cuối sau lần này lão phu sẽ không tìm các ngươi nữa cũng may các ngươi tới đây cho lão phu nhiều cơ hội thử nghiệm cụ thể dẫn đến đâu ta cũng không rõ lần này các ngươi hãy tự cầu phúc sống hay chết phải xem vận mệnh của các ngươi thôi tiểu tử ngươi lại đây lại là vãn bối phí lời làm gì lại đây tiền bối đối xử với hắn như vậy có không công bằng quá không ông ấy dừng lại xem ai vừa lên tiếng lần trước tiền bối đã bắt hắn đi rồi lần này phải bắt người khác chứ đúng đó tiền bối người làm như vậy quá gây khó dễ cho dương huynh rồi quỷ tổ trừng mắt lường hòa tảo cô ta tái mặt run rẩy ngươi làm gì vậy ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta người và nha đầu này có quan hệ gì chỉ là tình cờ thôi ồ vừa gặp đã yêu tiền bối hiểu lầm rồi. Thế tại sao nó phải ra mặt cầu xin cho ngươi? Hắn đã cứu tỉ muội chúng ta một mạng. Ừm, không tệ không tệ, nha đầu ngươi cũng ân oán rõ ràng đấy. Có điều, nếu lão phu tha cho hắn. Ngươi có bằng lòng thay hắn không? Không được lỗ mãng kích động. Ta, không cần đâu. Tiền bối không cần để ý tới nàng, động thủ đi. Cũng có chút khí phách đấy, không trông cậy một nữ nhân giải nguy giúp mình. Vào đi, tất cả các ngươi không cần sốt ruột. Lần này các ngươi ai cũng không thoát được, tất cả đều phải vào. Dương Huynh, lên đường bình an. Lát nữa huynh đệ ta sẽ theo huynh, bảo đảm huynh sẽ không phải cô độc đâu. Vào đi, quỷ tổ ném thẳng mên vào trong thông đạo hư không. Dùng thần thức định vị vị trí của mên. Tiếp theo, ông ấy khống chế luôn hòa tảo kéo tới, tỷ tỷ Lão Phu sẽ tiễn ngươi đi cùng ân nhân cứu mạng mong là các ngươi gặp may mắn không chết một cách bất minh như những kẻ trước ngươi làm nhiều việc ác rồi cũng sẽ có ngày phải trả giá không khiến ngươi lo ông ta chợt cảm nhận thấy điều gì đó bất thường tiểu tử không ngờ ngươi còn có bản lĩnh bậc này cút quỷ tổ rời đi đuổi theo khí tức của mên tỷ tỷ tại sao lão quái này đột nhiên bỏ đi ta cũng không biết liệu có liên quan gì tới dương khai không câu mà lão ta nói trước khi đi rõ ràng là ám chỉ dương khai mà tiền bối đó sao đột nhiên lại bỏ đi đừng nói lão già này điên rồi chứ mong là lão quên đi sự tồn tại của chúng ta cảnh chuyển tới một nơi nào đó men xé rách hư không trốn ra không hay rồi quỷ tổ vừa bay tới men trốn tiếp rất tốt ông ấy sử dụng thần thức tìm nơi men đang trốn có điều bất luận thế nào ngươi cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu đâu chỉ cần ngươi còn ở trên đại lục này ngươi sẽ không bao giờ thoát được đâu tiểu tử đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt ngoan ngoãn chịu trói đi lão phu sẽ không làm khó ngươi đâu nếu ngươi dừng lại lão phu sẽ không động đến một cọng lông của ngươi lão phu nói lời giữ lấy lời tiểu tử ngươi đúng là khiến người ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác lão phu không ngờ ngươi còn có bản lĩnh thế này còn nhiều thứ lão không ngờ được lắm chớ khẩn trương thế, chúng ta từ từ nói chuyện. Bản lĩnh của ngươi lão phu đã nhìn thấy rồi, nhưng ngươi tưởng là lão phu không cản được ngươi ư. Chớ có quên, lão phu cũng nghiên cứu nhiều về pháp tắc không gian, hơn nữa đã nghiên cứu hơn nghìn năm rồi. Lão có bản lĩnh đó thì sao không động thủ? Lão đang băn khoăn điều gì? Nếu lão phu thật sự muốn cản ngươi, là sẽ cản được. Còn về việc cản lại sau ngươi sống hay chết, thì lão phu không dám đảm bảo nên mới mặc cho ngươi làm càn ngươi đừng có tự cho mình là ghê gớm lão muốn cầu xin ta tất sẽ không hạ thủ với ta nếu không thế thì ngươi nghĩ lão phu sẽ nương tay với ngươi chắc không nói vớ vẩn nữa lúc trước lão phu không biết ngươi tinh thông pháp tắc không gian có điều giờ mới biết thì cũng chẳng muộn ngươi ngoan ngoãn hợp tác với lão phu tìm đường rời khỏi đây được không hợp tác như thế nào lão phu cho ngươi được tự do muốn cái gì ta cho cái đó đảm bảo ngươi sẽ hài lòng ngươi tìm cách rời khỏi đây có điều đến lúc đi được thì phải đưa lão phu cùng đi ta không tin lão vậy phải làm sao ngươi mới tin lão phu lão phải thề lời thề của lão phu ngươi tin à lão phu có thể lật lọng bất cứ lúc nào thề trên danh nghĩa vợ con đã khuất của lão thì ta sẽ tin tiểu tử đừng có được nước làm tới chọc giận lão phu không ích lợi gì cho ngươi đâu Lão phu có thể giết ngươi ngay bây giờ, đoạt lấy nghiên cứu về pháp tắc không gian của ngươi bằng siêu hồn thuật. Đó cũng là lý do tại sao lão nghiên cứu cả nghìn năm cũng chẳng được thành quả nào, khả năng lãnh ngộ của lão quá tệ. Tiểu tử thối, nếu lão không thể trên danh nghĩa vợ con đã khuất của lão, thì giờ ta sẽ chui vào trong khe nứt không gian, cả đời không ra ngoài, ta thà chết trong đó còn hơn hợp tác với lão. Ngươi dám? Ngươi xem ta dám hay không? đợi ta chết rồi lão cứ từ từ chơi đùa với pháp trận không gian đó của lão chờ nó phát huy tác dụng đi khoan đã tiểu tử lá gan ngươi không nhỏ dám đặt điều kiện vậy với lão phu hợp tác với lão chẳng khác nào bảo hổ lột ra cả ta không thể không cẩn trọng lão phu xin thể trên danh nghĩa vợ con ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác lão phu sẽ không động thủ với ngươi nếu làm trái lời thề sẽ bị trời phạt mên lắc lắc tiểu tử ngươi còn muốn gì nữa không phải lão bị trời phạt, không được chết một cách. Lời thề như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, nên thề thế nào, đâu cần ta phải dạy lão. Lão Phu xin thề trên danh nghĩa vợ con, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác. Lão Phu sẽ không động thủ với ngươi, nếu làm trái lời thề, vợ con cả đời sẽ không được siêu sinh. Như vậy từ sớm đã hay rồi không? Tiểu tử, giờ Lão Phu muốn giết ngươi ngay, nghiền xương ngươi thành trò. Khiến ngươi hồn bay phách tán, nhằm giải mối hận trong lòng lão phu. Tiền Bối quan tâm vợ con như vậy, cũng là một người si tình. Quá khứ qua rồi thì cứ cho nó qua đi, ngươi cùng ta trở về trước. Chúng ta cùng chủ tình Đường Hoàng, tìm một cách rời khỏi đây. Lúc này chỗ ở của Quỷ Tổ Tiền Bối, Tử Tinh và Kiếm Minh vẫn đứng đợi. Hình như trở về rồi. Ủa, Dương Khai không phải bị Quỷ Tổ ném vào thông đạo hư không rồi ư? Tại sao lại trở về cùng Quỷ Tổ? Cần cái gì cứ nói hãy nghiên cứu ra phương pháp nhanh nhất có thể. Lão Phu không muốn đợi nữa. Không muốn đợi cũng phải đợi. Nhờ phúc của Lão, vực trường không gian của đại lục này hiện tại rất hỗn loạn. Bằng không ta cũng chẳng bị Lão tóm được, ta hoàn toàn có thể trốn trong vết nứt không gian không đi ra. Cái này liên quan gì đến Lão Phu, pháp trận không gian này của Lão? Trước tiên hãy ngừng pháp trận này lại, đợi thêm vài ngày nữa. Chờ vực trường ổn định, ta mới có thể bắt đầu nghiên cứu. Được. Ông ấy đóng cánh cửa đó lại. Phải đợi bao lâu? Không rõ lắm. Khả năng là nửa tháng, hoặc mấy tháng, cũng có thể là mấy năm vài chục năm, ai biết được. Tiểu tử, ngươi sẽ không lấy cái này làm cái cớ để kéo dài thời gian đấy chứ. Kéo dài thời gian đối với ta có ích gì? Kể cả ta có kéo dài được 10 năm thì cũng chẳng phải là đối thủ của lão. Hừ, coi như ngươi biết điều. Tạm thời cứ như vậy đã, ngươi hãy ở lại đây đi. Bên đó lão phu đã mở ra một hang động, cả đại lục thì chỗ này của ta là linh khí dày đặc nhất. Ngươi có thể tạm thời ở đây tu luyện, cam đoan ngươi sẽ lưu luyến, không nỡ bỏ đi đâu. Ngoài ra nếu còn yêu cầu gì khác, cứ nói với ta. Dương Khai, chuyện này là sao? Sao ngươi và Tiền Bối đó có vẻ hòa thuận vậy ta, rất hòa hợp. Ngươi là thế nào từ hư không đường hành lang bên trong trốn tới? Hắn muốn cầu cạnh ta? cho nên chúng ta đạt thành một chút chung nhận thức cùng hiệp nghị muốn cầu cạnh ngươi ngươi có bản lãnh gì có thể để cho hắn cầu tới ngươi mên méo thèm trả lời cứ vậy bỏ đi tiểu huynh đệ ta hỏi một tiếng đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta tạm thời an toàn vị tiền bối kia sẽ không lại để chúng ta tiến vào hư không đường hành lang tìm hiểu tình huống các ngươi sẽ không phải tiến vào hư không đường hành lang thật bất quá các ngươi an toàn không an toàn ta cũng không biết. Tiểu huynh đệ, lữ mẫu trước đó có mắt không tròng, có nhiều đắc tội, mời tiểu huynh đệ thứ lỗi. Trước đó đủ loại là ta không đối, ngươi đại nhân đại lượng, không muốn cùng ta so đo, về sau ta đều nghe ngươi phân phó. Nghe nói tử tinh các ngươi đoạn thời gian trước góp nhặt không ít dược liệu. Là góp nhặt không ít, bất quá bởi vì không có cất giữ bí bảo, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Các ngươi thánh tinh đâu? Đều đặt ở cái nào đó ẩn nấp địa phương, chúng ta một mực không dùng đến. Cùng nhau dâng tặng cho tiểu huynh đệ như thế nào, dù sao đặt vào cũng là đặt vào. Rất tốt, ngươi rất bên trên đạo. Chờ chút cùng hắn đi đem đồ vật cầm về, yên tâm để ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta không ngại hiện tại liền đi. Về phần ngươi, ngươi muốn thế nào, dược liệu và thánh tinh bọn ta có thể cho ngươi. Nhưng đừng hòng ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi như lã quy trần rất có khí phách, ta thích đấy. đừng tưởng ngươi là sư phụ của hòa tảo và hòa miêu thì ta sẽ không làm gì ngươi. đối với ta, ngươi chẳng khác gì lưu tử tinh. nếu không phải đại lục này có quỷ tổ tiền bối bảo vệ, thì e là ta đã bị người của cả hai phe các ngươi giết chết rồi. người như ngươi có chết cũng chẳng đáng tiếc. ta là người như thế nào? ngươi quen ta lắm hay sao? ngươi có tư cách gì đánh giá ta? ta cứu mạng hai đồ đệ của ngươi, ngươi chẳng những không tri ân đồ báo ngược lại còn đề phòng ta đủ điều làm khó dễ cho ta chiếc nhẫn đã tặng ta bị ngươi đời lại thì khỏi nói dù gì ta cũng chẳng để tâm đến nó vệ vũ muốn giết ta mà bị ta giết lại là do hắn yếu kém ngươi lại không hỏi lý do đã đòi báo thù cho hắn hãy hỏi hai đồ đệ của ngươi cho kỹ ta là người như thế nào tên vệ vũ đó là người như thế nào ý ngươi là sao bích nhã tiểu ca có việc gì thế ngươi là người của tử tinh Nói xem lúc nào các ngươi tìm được Hòa Tảo và Hòa Miêu bằng cách nào, sao lại ép họ vào vực sâu hỗn loạn? Trong kiếm minh các ngươi có người truyền tin đến, nói người lấy được tinh môn lệnh đang ở ngoài rìa vực sâu hỗn loạn. Bằng không tinh vực mờ mịt như vậy, sao bọn ta tìm? Sư phụ, lúc đó sở dĩ bọn con chờ ở đấy, là vì nhận được tin truyền của Vệ Vũ sư huynh. Hắn nói sư phụ sẽ đến tìm bọn con, bảo bọn con đừng chạy lung tung. Ta không có chỉ thị như vậy người truyền tin cho các ngươi là ai ta không rõ việc này chỉ có lã đại nhân biết đợi ngài quay lại các ngươi cứ hỏi ngài ấy không thể nào vệ vũ không thể là loại người đó hắn lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ sao có thể làm chuyện như vậy nhất định là ngươi cấu kết với con tiện tỳ này vu khống vệ vũ đúng không ngươi hết thuốc chữa rồi còn nhớ hôm đó ta đã nói gì với ngươi không nữ nhân già như ngươi ta chẳng vừa mắt đâu tốt nhất người cứ là trinh nữ già cả đời không ai đụng đến thì hơn ngươi chọc giận ta ta cũng không lấy ngươi ra chút giận đâu mà sẽ khiến hai đồ đệ của ngươi trả giá giúp ngươi da thịt họ tươi non rất hợp với khẩu vị của ta ngươi muốn làm gì tiền bối giúp ta một việc ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không biết sao những luồng ta khí của quỷ tổ đã bao vây ba thầy trò bọn họ không động đậy được nữa ngươi muốn làm gì thả ta ra. Dương Khai, ngươi muốn làm gì? Tên ác ma này, mau thả hòa tảo và hòa miêu ra ngươi dám động đến một ngón tay của chúng, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Hét đi, cố mà hét lên, ngươi có hét khản cổ cũng chẳng ai để ý đâu. Tiểu bối, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Đây chính là kết cục của việc chọc giận ta, đồ khốn. Ta vẫn là quá xem thường hắn ta rồi, ta phải suy nghĩ cách để dự định sẵn cho sau này mới được. Cảnh chuyển tới hang động nơi quỷ tổ dọn sẵn cho Mên. Mên vác theo hai chị em họ tiến vào bên trong. Đây cũng không phải là dòng suối bình thường, mà là linh thủy thuần khiết ngưng kết từ linh khí, uống một ngụm bằng với hấp thụ một lượng lớn năng lượng thiên địa, trả trách được lão quỷ kia chọn làm nơi ở. Mên ném hai chị em họ xuống. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không làm gì bọn ta đấy chứ? Ngươi nghĩ sao? Đừng đùa nữa, có gì thú vị à? cho dù giữa ngươi và sư phụ có xích mích thì cũng không nên giày vò người như thế, làm như vậy quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn, người như sư phụ ngươi đáng bị giáo huấn một phen, thời gian các ngươi ở cạnh cô ta chắc cũng không hề ngắn. Sư phụ quả thật có lúc hơi cố chấp có chết cũng không nhận sai. Như thời gian trước rõ ràng người biết không nên quá cảnh giác ngươi, làm khó dễ ngươi, phải nên cảm tạ ngươi vì đã cứu chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu sợ mất thể diện. Đó là vì ta thực lực thấp, chả được cô ta coi trọng sư phụ không phải người xấu người không cần nói nữa cô ta đã từng muốn giết ta thì phải trả giá đắt ta sẽ quyết định sinh tử của cô ta dựa vào biểu hiện ngươi muốn giết sư phụ còn xem thái độ của cô ta đã ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào có địch ý với ta sống trên cõi đời này cho dù cô ta có là sư phụ của các ngươi thì cũng không được nếu các ngươi vì đó mà tìm ta báo thù ta cũng sẽ không nương tay đâu ngươi làm thế chẳng phải là làm khó bọn ta sao vậy nên ta mới đưa các ngươi vào đây tiền bối cởi bỏ trói buộc cho các nàng đi tự tìm chỗ tu luyện đi tạm thời đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài các ngươi cũng không ra được đâu làm muội sợ muốn chết muội còn tưởng rằng hắn muốn làm thật muội cho rằng hắn định làm gì hắn không phải là người như vậy hắn mang chúng ta vào đây một là vì trừng phạt sư phụ hai là để có lợi cho chúng ta có lợi cho chúng ta. Trước đó lúc quỷ tổ định ném hắn vào thông đạo hư không, chẳng phải chúng ta đã nói đỡ giúp hắn sao. Hắn là người ân oán phân minh, đưa chúng ta vào đây, nhất định là để cho chúng ta tu luyện. Thật à, muội lại thấy hắn rất đáng sợ. Phía sư phụ làm sao đây? muội quên cái này à? Dùng cái la bàn này có thể liên lạc được với sư phụ. Sư phụ, lúc này ở nơi mên ngồi tu luyện. Huynh đệ, huynh đệ, thần đồ. Tiền bối, bằng hữu của ta có thể vào được không? Ngươi muốn cho ai vào đều được, dù sao ở đây cũng có rất nhiều thạch thất. Vào đi. Đồ của những người tử tinh kia thu thập được trong thời gian qua đều ở đây cả, lã quy trần không dám giữ lại cái nào hết. Còn có cả thánh tinh. Tại sao ngươi cũng vào đây? Tiểu ca, người ta tới đây là để nói với ngươi một câu xin lỗi. Ngươi đại nhân đại lượng, đừng so tính chuyện lúc trước nữa được không? Mẹ nó, hại lão tử nổi ra gà hết cả người rồi. Ngươi không nói bình thường được hay sao, chẳng lẽ cứ phải nũng na nũng nịu như thế. Ta biết ta rất ti tiện, nhưng chỉ cần tiểu ca không chê. Từ nay về sau ta chỉ nghe lời một mình ngươi thôi, mặc cho ngươi sai khiến, làm trâu làm ngựa cho ngươi, tuyệt đối không oán thán. Ngươi cũng biết mình rất ti tiện à, cô ta im lặng. Làm trâu làm ngựa, người ta thật lòng đó, ngươi muốn gì, muốn sống. Được, Thấy ngươi thành thật như vậy, sau này ngươi cứ theo ta. Đa tạ tiểu ca, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ, sẽ không để ngài thất vọng đâu. Vậy sau này nô tỳ gọi ngài là gì đây, chủ nhân có được không? Cái ả đàn bà này, đúng là biết diễn mà, nếu không biết lai lịch của ngươi, chỉ sợ ta đã bị ngươi lừa rồi. Hai chủ tớ các người cứ từ từ mà chơi, ta không quấy rầy nữa. Dương Khai, ta có thể tìm một nơi trong này ở lại được không? Có thể Đa Tạ mên ném cho thần đồ một chiếc bình, đây là cái gì? Một bình thánh đan, dùng để tu luyện. Huynh đệ có lòng rồi, các ngươi cứ thoải mái, ta sẽ phong bế thần thức, cam đoan sẽ không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Thần đồ được bình đan dược chạy ngay khỏi đó. Chủ nhân, có muốn nô tỳ xoa bóp vai giúp ngài không? Nô tỳ thấy ngài có vẻ rất mệt mỏi, cô ấy tiến lại phía sau mên. Sử dụng phương pháp bóp vai gia truyền của mình, Ồ tay nghề quả thật không tồi nha. Tay nghề không tồi nhỉ. Chủ nhân thích là được rồi nô tỳ không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết hầu hạ ngài thôi. Hầu hạ nam nhân. Ha ha. Được rồi, đừng có giở trò mê hoặc ta, dăm ba cái thứ chiêu trò này của ngươi vô dụng với ta. Nô tỳ quen rồi, chủ nhân đừng trách tội. Nếu ta muốn nữ nhân, thì thạch thất bên cạnh còn có hai nữ tử chưa hiểu thế sự, ngươi có quyễn rũ ta cũng vô dụng. Chủ nhân là chê thân thể nô tỳ không sạch sẽ đây mà. Vậy có cần nô tỳ dạy bảo hai cô nương ấy không? Nô tỳ dạy bảo nữ nhân cũng rất có thủ đoạn đấy. Đảm bảo khiến cho các nàng không thể chống lại mị lực của chủ nhân, chủ động dâng hiến tâm và thân mình. Chẳng những để mặc ngài muốn làm gì thì làm, còn chủ động đòi hỏi ngài. Ta có chút hối hận khi giữ ngươi ở lại. Ngươi lui ra đi, tự tìm lấy chỗ ở. Nếu có việc ta sẽ gọi ngươi đến, không có sự cho phép của ta, không được phép vào đây. Vâng, cô ta lặng lẽ rời khỏi đó tỷ tỷ dương khai thế mà lại câu kết với ả đàn bà bích nhã kia đúng là không biết xấu hổ muội nghĩ sau này chúng ta thật sự vẫn phải đề phòng hắn ta một chút lúc trước bích nhã vẫn bản tính phóng đãng từ sau khi quy thuận dương khai nàng trở nên thật thà hơn bất cứ ai không hành động ngả ngớn như trước kia nữa trừ khi dương khai cho gọi nàng nếu không chỉ đóng cửa ở lì trong phòng không ra ngoài nàng biết rõ nàng không thể đả động đến nhân vật như quỷ tổ muôn sông sót chỉ còn cách hầu hạ Dương Khai, chỉ cần Dương Khai vui vẻ thì nàng sẽ có khả năng sống sót. Vì thế, nàng không ngại trở mặt thành thù với Lã Quy Trần, đến cả bí bảo la bàn dùng để liên lạc với võ giả Tử Tinh cũng đưa cho Dương Khai, lấy đó thể hiện lòng quyết tâm của mình. Dương Khai có mấy lần cho gọi, nhưng cũng không hề động tay động chân với nàng, điều này khiến Bích Nhã rất khó hiểu. Không biết Dương Khai có vấn đề gì trong phương diện kia không, bằng không hắn cớ sao lại không có một chút gì rung động với nữ sắc chứ? mình đã tự nguyện cho hắn sử dụng sẽ không phản kháng hắn một chút cũng không động lòng ư tuổi trẻ khí huyết phương cương dục vọng về chuyện đó đều mãnh liệt hơn bất cứ ai đừng nói là thân thể thật sự có vấn đề chứ trong khi đó men đang ngồi tu luyện chợt nhận thấy có điều gì đó khi mở mắt ra đã thấy quỷ tổ đang nhìn chằm chằm thần niệm của ta hiện giờ cũng khá xuất chúng nhưng cũng không thể phát hiện ra quỷ tổ đã đến chỗ mình từ lúc nào cái lão quái này tu vi quá mức nghịch thiên, Tiền Bối tìm ta có việc. Tiểu tử, phải chăng ngươi đã quên nhiệm vụ của mình rồi? Ta cho ngươi vào đây, cũng không phải để ngươi nâng cao thực lực đâu. Ta đương nhiên sẽ không quên, chỉ có điều vực trường không gian của đại lục này vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cứ coi như ta thi triển xé rách không gian cũng không thể tìm ra thứ gì. Nhưng nếu như Tiền Bối cần gấp, ta có thể đi tìm hiểu việc khác. Việc khác? Vùng trời bảy sắc kia? nếu ta đoán không nhầm, vùng trời bảy sắc kia chính là cái lồng giam trói buộc đại lục này. Vì nó mà tiền bối không thể thoát ra khỏi nơi này. Khá lắm, tiểu tử cũng tinh mắt đấy. Không gian đại lục này hội tụ các vực trường của vực sâu hỗn loạn, còn quỷ dị hơn chính vực sâu hỗn loạn. Khiến con người ta không nắm được phương hướng, thế nên không ai có đủ khả năng bay ra khỏi đại lục này. Ngươi có thể thấy được điều này cũng coi như nằm ngoài dữ liệu của Lão Phu, đã vậy, chẳng ngại đi tìm hiểu một phen trong chớp mắt quỷ tổ đã đưa men tới nơi đó. Ngươi nhìn kỹ một chút, còn có thể nhìn ra những gì. Mên xuất thần thức đi thăm dò. Nơi này quả thực rất hỗn loạn, thần niệm xuyên qua trong đó cũng không tìm thấy được phương hướng chính xác. Tầng tầng lớp lớp vực trường đã làm nhiễu phán đoán bình thường, tiền bối tính xem vực trường này bao phủ ở phạm vi lớn chừng nào. Đại lục này cũng không lớn lắm, như vậy phạm vi bao phủ của vực trường hỗn loạn cũng sẽ không quá rộng ước chừng vài ngàn dặm đến trên vạn dặm là có đấy. Ta đã xé rách không gian một lần, nhiều nhất có thể có thể đi được sáu, bảy trăm trăm dặm. Nếu như phạm vi của vực trường này lớn như vậy, thì có nghĩa là ta phải xé không gian ít nhất là vài chục lần mới có thể thoát khỏi sự bao phủ của nó. Hơn nữa mỗi lần đều không được có sơ suất. Khó làm lắm. Nếu ngươi cảm thấy khó làm, thì ta còn giữ ngươi lại làm gì? Chẳng bằng giờ ta giết ngươi dùng siêu hồn chi thuật tra ký ức của ngươi, lão phu tự mình nghĩ cách. Đây là bước cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, tiền bối cũng không muốn làm như vậy phải không? Những chuyện thế này có muốn vội cũng không vội được, tiền bối đợi thêm nửa tháng nữa. Nửa tháng sau, vực trường không gian của đại lục này chắc sẽ ổn định rồi, đến lúc đó ta lại nghĩ cách. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiền bối còn có điều gì giao phó không, nếu như không có vãn bối xin cáo từ trước. Ngươi chờ chút, quỷ tổ vỗ lên vai men sử dụng chân nguyên lên người tiền bối người đây là ông ấy đã lấy cuốn hắc thư từ trên người men ra ngươi cho rằng lão phu không cảm nhận được sự tồn tại của bảo bối cất giấu này trong nội thể của ngươi sao lão phu chỉ là không thèm để ý mà thôi nhưng thứ này dường như có chút kỳ lạ nhỉ ngươi từ đâu mà có ở đại lục mà ta sinh ra bên trong nguyên bản dường như có một truyền thừa đúng chả trách trong người ngươi tồn tại hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Còn có một vài ngoại lực kỳ lạ tồn tại trên cơ thể ngươi. Chân dương quyết, kim thân tà năng và long hoàng phượng hậu. Tiểu tử, ngươi đã bao giờ nghĩ để hai nguồn sức mạnh hoàn toàn khác biệt này dung hòa vào nhau không? Dung hòa vào nhau. Đúng vậy, ngươi có hai nguồn sức mạnh có thể sử dụng, nhưng ngươi không cảm thấy rất bất tiện sao. Thuộc tính của chúng hoàn toàn trái ngược, dùng bất cứ loại nào thì loại còn lại phải tạm thời bỏ qua đúng không vâng nếu có thể dung hòa hai nguồn sức mạnh này thì thực lực của ngươi sẽ biến hóa đến dung chuyển trời đất phải làm thế nào kính xin tiền bối chỉ bảo sao ta biết được đây là việc của ngươi ngươi tự nghĩ cách đi tuy nhiên lão phu năm đó thật sự đã thấy hai nguồn sức mạnh là thủy và hỏa dung hòa hoàn mỹ người đó là một quái tài ngươi có làm được hay không phải xem nỗ lực của bản thân ngươi thôi chuyện như vậy lão phu không giúp được, cũng không có kinh nghiệm. Vậy thì tiền bối nói với ta những điều này làm gì? Bởi lão phu cảm thấy, sức mạnh của ngươi càng cao, thì chúng ta càng chắc chắn thoát được khỏi nơi này. Hơn nữa thực lực của ngươi cho dù có cao tới đâu, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thế nên lão phu cũng không lo lắng thấy ngươi trở nên mạnh hơn, ngược lại còn rất mong đợi nữa. Điều này cũng đúng. Hử, bên trong bí bảo cất giấu này của ngươi, còn có một quái thụ cây này cũng đến mấy ngàn năm mới có thể lớn đến mức này nhỉ linh dịch linh nhũ với linh cao này là thứ gì vậy hình như cũng rất được đấy linh cao này hẳn là phải có thánh vương cấp nhỉ tiền bối có thể trả lại cho ta không ngươi sợ lão phu thèm muốn bảo bối của ngươi sao không cần phải nghĩ nhiều mặc dù những thứ này đối với ngươi rất tốt nhưng với ta chẳng có chút tác dụng nào hết ừ ta không cướp đâu ngươi có cả thứ này cái gì Ngươi lấy được cái này từ đâu? Ông ấy lôi ra huyết tinh thạch và hai viên đá màu đen của mình. Rốt cuộc ngươi lấy được những thứ này từ đâu? Hai viên đá đen đều là do cơ duyên trùng hợp, lấy được từ những nơi khác nhau. Huyết tinh thạch kia là cướp được từ tay kẻ khác. Tiền bối, ngươi biết hai viên đá kỳ quái này sao? Xem ra ngươi không biết đây là cái gì. Kính xin tiền bối giải đáp. Chăm sóc nó cho tốt, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Thứ này cần một lượng lớn tinh hoa khoáng vật, nếu như không có khoáng vật thì bí bảo cũng được. Hai viên đá thì có gì mà cần chăm sóc chứ, chúng cũng đâu phải vật sống. Mên thu lại hắc thư vào bên trong. Thôi vậy, trở về trước đi. Mên trở lại mật thất, gặp Ả ta đang đứng trước cửa hang, cô ta nhìn Mên tức giận. Còn đang vì chuyện lúc trước mà canh cánh trong lòng sao? Tên tiểu tử này cho rằng có quỷ tổ che chở là có thể bình yên vô sự nhưng lại không biết là sắp chết đến nơi rồi. Một khi quỷ tổ có thể thoát ra khỏi đây, nhất định sẽ không tha cho hắn đâu, lúc đó sẽ chính là ngày dỗ của hắn. Nói với ta điều này làm gì chứ? Ngươi không hận hắn sao? Hắn đã giết một đồ đệ của ngươi, còn đưa hai nữ đồ đệ của ngươi vào trong sơn động. Họ sẽ gặp phải những gì, ta nghĩ ngươi còn rõ hơn ta. Hắn còn sỉ nhục ngươi, lẽ nào ngươi lại không hận hắn, không muốn tự tay giết chết hắn ư? Đó là việc của ta, không liên quan gì đến ngươi. Đương nhiên là có liên quan đến ta, ta cũng muốn lấy mạng hắn. Thật sao? Vậy mà mấy ngày trước ngươi vẫn còn lắc đầu vẫy đuôi với hắn. Tình thế bắt buộc, ngươi cho rằng ta thích tỏ ra hành kém với loại người như hắn sao? Nếu không phải có quỷ tổ che chở, người như hắn, ta tiện tay là có thể giết được. Lã Quy Trần, ta hỏi ngươi một câu, phải thành thật trả lời. Cái gì? đồ đệ của ta vệ vũ có phải sớm đã đi theo tử tinh các ngươi rồi không? Các ngươi đã hứa hẹn cho hắn lợi lộc gì, khiến hắn không tiếc phản bội ta, phản bội kiếm mình? Ngươi có ý gì? Ta không hiểu lắm. Trong lòng ngươi hiểu rõ, món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán rõ ràng với ngươi. Ngoài ra, nếu ngươi muốn lấy mạng của tiểu bối đó, thì tự đi mà giết hắn, đừng có mơ mà kích động chọc giận ta mượn tay ta hạ thủ. Ta chưa ngốc đến mức ấy đâu không ngờ Nguyệt Hy lại có thể nhẫn nhịn được cơn giận này. Trong khi đó Mên đang suy nghĩ về lời quỷ tổ đã gợi ý. Hai luồng sức mạnh trong cơ thể thực sự có thể dung hòa làm một. Bản thân tu luyện chân dương quyết, trong cơ thể tồn tại chân dương thánh nguyên. Còn sức mạnh trong ngạo cốt kim thân lại tràn đầy uy năng tà ác. Mỗi lần sử dụng, chỉ có thể dùng một trong hai luồng sức mạnh, sức mạnh còn lại đành tạm thời bỏ qua. Ta vẫn luôn cho rằng, sự tồn tại của chân dương thánh nguyên trong cơ thể là để áp chế uy năng tà ác trong ngạo cốt kim thân. Nhưng giờ đây cẩn thận suy xét kỹ lại một lượt thì lại không phải như vậy. Bởi kể cả khi đã thi triển ma thần biến, thời điểm tà năng đầy người thì cũng không mất đi lý trí và nhân tính, không trở nên mất hết tính người như tà ma. Trước kia thật sự chưa từng nghĩ đến việc đem hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản, tương khắc nhau này hòa vào làm một. Đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Tuy nhiên quỷ tổ đã nói như vậy, vậy hẳn có đạo lý của lão, trong chuyện này, ta lựa chọn tin tưởng lão. Dương Khai khống chế huyết nhục và chân Dương Thánh Nguyên trong kinh mạch, dồn xuống đan điền. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt chân Dương Thánh Nguyên trong đan điền, rút từ trong đó ra một phần. Cuối cùng đưa phần chân Dương Thánh Nguyên đó vào kinh mạch của mình. Sau đó hắn lại dẫn động ngạo cốt kim thân, trích một phần năng lượng tà ác tương đương trong ngạo cốt kim thân, đưa vào cùng một chỗ. Năng lượng có thuộc tính hoàn toàn tương phản gặp nhau tại một chỗ, khiến Mên cảm thấy đau đớn toát mồ hôi. Lần thử nghiệm đầu tiên kết thúc với thất bại. Dương Khai ngươi không sao chứ? Không sao, hai ngươi tìm ta. Bọn ta muốn ra ngoài cùng sư phụ, đã trôi qua hơn nửa tháng rồi. Sư phụ nhất định rất lo lắng cảnh ngộ của bọn ta, hơn nữa ngươi cũng nên bớt giận đi đúng không? Các ngươi không phải đã truyền tin cho cô ta rồi sao? Cô ta còn lo lắng gì? Ngươi biết, các ngươi tưởng ta không biết. Đi đi, nói với sư phụ các ngươi về thái độ của ta. Nếu cô ta còn dám hận trong lòng, tìm cách báo thù, ta nhất định sẽ không tha cho cô ta. Ta sẽ khuyên sư phụ, nhưng ngươi cũng đừng không chịu buông tha như vậy. Sư phụ ta suy cho cùng cũng lớn tuổi hơn ngươi một chút. Hòa tảo và hòa miêu đã rời khỏi đó. Hừ, ngươi vào đây, chủ nhân có gì sai bảo. Hỏi ngươi một việc, Ngươi đã từng gặp qua người nào dung hòa hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau một cách thuận lợi, hoàn hảo không? Hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Ví dụ thủy với hỏa, sinh với tử, sáng với tối kiểu như vậy. Việc này sao có thể làm được? Sự thần bí của mỗi loại sức mạnh đều vô cùng phức tạp, kể cả những đại cường nhân có bỏ thời gian cả đời cũng không chắc có thể hiểu rõ bản chất của một sức mạnh nào đó, muốn dung hòa sức mạnh của thủy với hỏa quá là phi thực tế rồi. Bản thân chúng vốn đã là thuộc tính tương khắc. Tuy nhiên nếu thật sự có người cùng lúc có thể tinh thông bản chất sức mạnh của thủy hệ và hỏa hệ thì có lẽ là có thể làm được điều này, dù sao thì Nô Tỳ lớn từng này cũng chưa bao giờ thấy kỳ nhân bậc đó. Bản chất của sức mạnh. Nghiên cứu sức mạnh đến những điều cực kỳ thần bí, hiểu rõ được bản chất của sức mạnh mới có thể phát huy được hoàn toàn sức mạnh này. Điều này cũng đúng. Tuy Nô Tỳ chưa từng gặp kỳ nhân nào như vậy, có điều cũng từng gặp hai người luyện hai loại sức mạnh thuộc tính khác nhau kể vai tác chiến. Hai sức mạnh đó vốn tương khắc, nhưng lại có thể nâng cao uy lực cho nhau. Người như vậy thì có rất nhiều, tin rằng chủ nhân hẳn cũng đã từng gặp. Chủ nhân nhìn người ta như vậy làm gì? Âm dương hợp hoan công. Băng và hỏa có thể dung hòa đó là vì chúng có thể duy trì một vòng luân hồi, một vòng luân hồi vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Trong vòng luân hồi này, chúng hỗ trợ và bổ sung cho nhau, không bị ảnh hưởng bởi sự tương khắc của đối phương, ngược lại còn tăng cường uy lực nữa. Băng và hỏa có thể như vậy, thế thì chân dương thánh nguyên và uy năng tà ác của ta cũng không hẳn là không thể. Mên đã hiểu rõ vấn đề bắt đầu tu luyện, vận dụng hai luồng sức mạnh. Ngài sao vậy? Tránh ra, quỷ tổ vội kéo bích nhã lùi về sau. Tiền bối, hắn làm sao vậy? Ta cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ như hắn có chút thu hoạch.